Vâng, em xin kính chào toàn thể anh em audio trên cả nước. Hôm nay em xin làm một cái video để giới thiệu đến toàn thể anh em một chiếc đầu CD và giải mã 24 bit của Marantz, mang mã model là CD17DA. Con này máy về trong tình trạng là máy gồm có sách khiển dây nguồn. Đây. Khiển zin đúng đời theo đầu DA17CD RC. Đấy. Còn đây là sách của nó đây các bác này. Sách cái dây nguồn. Thì con này máy về trong tình trạng là máy đẹp tới 98-99% các bác nhá. Đấy. Em đang quay chậm này. Rất đẹp luôn. Hai bên hồi máy là hồi nhôm cũng rất đẹp, không có vết xước sát gì cả. Lắp lưng cũng vậy. Đấy. Thì con này em đã có rất nhiều video soi ảnh ruột gan rồi. Thì hàng em thì bán ra đều cam kết các bác đến kiểm tra zin 100%, bao bao zin nguyên bản không sửa chữa. Còn đây là đường ra AV, một đường quang vào, cốt vào, quang ra, cốt ra. Con này là điện 100V 19W, 50-60Hz, máy make in Japan. Số series của nó là 5 số đuôi là 20051. Đấy. Một chiếc đầu CD giải mã phân khúc tầm cao. Hai con này thì nó chạy. Con này nó chạy hai con IC giải mã TDA1547 hay còn gọi là DAC7 và một chip TDA1307 nữa. Toàn chip huyền thoại của Philips thôi. Thì về phần giải mã thì các bác ấn trên khiển cho em, ấn nút đi tan 2 thôi. Thôi xin dáng cười làm vui lòng.
Bây giờ em sẽ test cái phần ổ CD. Đây, cái đĩa đầu tiên em test là đĩa lòng trắng này. Này nhận rất nhanh nhé. Em đợi chung trong trên buồn.
xa ngoài chân mây, cầu mong cho người thương quý lưu danh. Rồi đấy, thì vừa giờ này em mở ruột gan để cho các bác xem, máy móc rất sạch sẽ. Em sẽ test thêm một cái đĩa phono nữa. Con này mắt mũi nó là mắt phổ thông, dễ thay thế các bác nhé. Thì tất cả các chức năng em đã test ok hết nhé. Bác nào có nhu cầu liên hệ với em theo số điện thoại là 0966723489, xem hàng và test hàng và kiểm tra hàng tại thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Bên em có giao hàng ship code toàn quốc cho các bác yên tâm. Xin kính chào các bác.